Tin Hồng Kông. Hồng Kông chuẩn bị cho cuộc hành hương Teze quốc tế vào tháng 8. Hàng ngàn bạn trẻ Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ về Hồng Kông từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8 năm nay để tham dự buổi cầu nguyện Teze, cuộc hành hương của niềm tin và hòa giải. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo của Hồng Kông đã tuyên bố: "Chúng ta đang sống sáng kiến này như là một dấu chỉ cho niềm tin, hy vọng và tình yêu. Thế nên, ngày nay, sáng kiến này thật cần thiết cho thế giới chúng ta và với Hồng Kông, đặc biệt để thúc đẩy công lý, hòa giải và hòa bình. Chúng ta phải giáo dục cho giới trẻ của chúng ta theo ý hướng này để họ có thể góp phần chuyển biến xã hội. Sự kiện này là một cơ hội để mở ra những con đường mới cho niềm tin, hy vọng và tình yêu." Thầy Alois, đặc trách Teze, giải thích: "Cuộc hành hương của niềm tin trên hết là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh và với tha nhân. Nhờ lời cầu nguyện chung, mỗi người tự trải lòng với Thiên Chúa. Qua việc chia sẻ và lòng hiếu khách, mỗi người chấp nhận vượt qua rào cản biên giới và khác biệt để chào đón nhau và làm phong phú lẫn nhau." Cộng đồng Teze đã trở thành một trong những giáo điểm hành hương Kitô giáo quan trọng nhất trên thế giới. Hơn 100.000 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến đây mỗi năm để cầu nguyện, để đọc và suy gẫm Kinh Thánh, để cùng nhau làm việc. Cộng đồng Teze là một kiểu dòng tu Kitô giáo theo tinh thần đại kết, thúc đẩy hòa bình và công lý bằng việc cầu nguyện và tĩnh tâm.